Bộ Y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ hướng dẫn địa phương lấy mẫu xét nghiệm trường hợp nguy cơ mắc bệnh để giải trình tự gen tìm biến thể mới của COVID-19. Thông tin được nêu trong công văn khẩn về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 của Bộ Y tế. Cụ thể, cơ quan này đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành tăng cường giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ khu vực đang bùng dịch, nơi xuất hiện nhiều biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2. Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Các tỉnh thành chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của COVID-19 để lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Đặc biệt, Bộ yêu cầu bệnh viện trực thuộc thường trực chống dịch phối hợp với các viện, địa phương đánh giá nguy cơ dịch bệnh, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và tổ chức cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp chuyển nặng, tử vong. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, tới thời điểm hiện nay, tại Hà Nội có 11 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, chỉ còn 20 trung tâm đang hoạt động. Cụ thể, 11 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra gồm 2901S, 2901V, 2903S, 2906V, 2909D, 2914D, 2918D, 2923D, 2929D, 3301S, 3302S. Với việc tạm dừng 11 trung tâm, tại Hà Nội hiện còn 20 trung tâm đăng kiểm với 39 dây chuyền kiểm định vẫn đang hoạt động. Đáng chú ý, sau khi nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội bị phong tỏa, người dân có nhu cầu đăng kiểm xe đổ dồn tới các cơ sở khác, dẫn tới tình trạng quá tải tăng cao, các chủ phương tiện mệt mỏi chờ đợi. Mới đây, chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley Passport Index Việt Nam đứng thứ 88 trong bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2023, tăng 4 bậc so với năm 2022. Theo công bố mới nhất từ chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley, Việt Nam đứng thứ 88, công dân Việt có thể tới 55 điểm đến. Burundi ở Đông Phi là quốc gia mới nhất mà không cần xin visa hoặc chỉ cần e-visa hay visa cửa khẩu. Cuối năm 2022, Việt Nam đứng thứ 92. Nhật Bản có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Công dân nước này được nhập cảnh 193 điểm đến mà không cần xin visa. Đứng thứ 2 trong danh sách là Hàn Quốc và Singapore, với 192 điểm đến có thể tự do ghé thăm. 8 thứ hạng trong top 10 lần lượt là Đức và Tây Ban Nha, 190 điểm đến, Phần Lan, Italia, Luxembourg, 189 điểm đến, Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, 188, Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Anh, 187, Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Mỹ, Cộng hòa Séc, 186, Australia, Canada, Hy Lạp, Malta, 185, Hungary, Ba Lan, 184, Lithuania, Slovakia, 183. Chỉ số Henley cũng cho biết, dựa trên dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, du lịch toàn cầu hiện đạt gần 75% so với trước dịch. Từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã mở lại các cửa khẩu đường bộ sau thời gian dài phong tỏa chống dịch COVID-19. Trước diễn biến mới này, tại các cửa khẩu của nước ta, bên cạnh việc chủ động, linh hoạt, tổ chức các phương án thông quan xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, công tác giám sát dịch bệnh trong tình hình mới cũng đã được tăng cường thực hiện. Ghi nhận của phóng viên VTC tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, máy đo thân nhiệt tự động, ban kiểm dịch y tế với đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn đã được chuẩn bị, lắp đặt tại hai cửa lối xuất cảnh và nhập cảnh. Ngoài đảm bảo thực hiện đúng phương châm 2K, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng tăng cường lực lượng để phân luồng, theo dõi thân nhiệt và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khi có yêu cầu. Trước khi mở cửa thì trạm biên phòng cửa quốc tế Lào Cai chúng tôi cũng đã phối hợp với cả trung tâm y tế quốc tế kiểm dịch y tế đã tiến hành bàn bạc các phương án thống nhất với nhau để phân luồng điều tiết người tham gia xuất cảnh, và khi phát hiện công dân của hai bên nếu có biểu hiện nhiệt độ tăng lên nhiệt thì chúng tôi sẽ tiến hành phân loại ra và sẽ tiến hành test nhanh COVID tại ngay tại cửa khẩu để xử lý, để đảm bảo công tác phòng chống dịch nó được kết quả cao nhất. Hiện mỗi ngày cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận khoảng 300 người dân xuất nhập cảnh. Tính đến ngày hôm nay chưa phát hiện trường hợp nào có các biểu hiện viêm đường hô hấp, ho, sốt. Đại diện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, trước đây trong tình hình dịch, các lực lượng của đồn được bố trí để tăng cường dọc tuyến biên giới. Hiện tại, cửa khẩu hoạt động bình thường trở lại nên đồn tập trung nguồn lực về cửa khẩu, đồng thời chủ động các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người
để vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thông suốt, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Cái hoạt động xuất nhập cảnh chúng ta vẫn tiến hành bình thường trong tình hình dịch, chỉ có là chúng ta hạn chế với một số cái đối tượng người xuất nhập cảnh để đảm bảo phòng chống dịch. Thì sau khi có cái thông tin cửa khẩu bên phía Trung Quốc có cái hoạt động để khai thông lại, thì đồn phòng cửa khẩu Lào Cai được sự chỉ đạo của cấp trên cũng đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng kiểm dịch cũng như hải quan, để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập cảnh trong từ ngày đầu tiên, phút đầu tiên có thể đảm bảo được thuận tiện và thông thoáng. Còn về cái phòng chống dịch thì hiện tại thì phía đối diện cũng đã nới lỏng cái hoạt động phòng chống dịch. Thì cái này thì thông tin thì các bà con nhân dân cũng như là các cơ quan báo chí đã nắm được và có tuyên truyền cho bà con nhân dân rồi. Và trong cái phòng chống dịch bệnh đối với người nhập cảnh Việt Nam thì chúng ta vẫn tiến hành đúng theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, đảm bảo cái hoạt động lưu thông cho người xuất cảnh không có quản lý quá chặt chẽ đối với cả cái hoạt động xuất cảnh kiểm dịch cho người nhập cảnh này. Liên quan đến việc Trung Quốc mở cửa biên giới sau thời gian phong tỏa chống dịch COVID-19, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, nước ta khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch. Thực tế Việt Nam cũng đã bãi bỏ việc xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện kiểm soát dịch vẫn tốt. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch tại các nước vẫn diễn biến phức tạp và xuất hiện những biến chủng mới. Do đó, Việt Nam vẫn cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch ngay từ cửa khẩu. Chắc chắn là khi mà bung ra mở cửa thì tăng cái sự đi lại và rất là kết hợp với Tết này nữa thì có cái sự lan truyền dịch nó sẽ tăng lên. Tôi cho rằng là không những tại Trung Quốc, và khi mà các nước mà có số lượng người của Trung Quốc sang thì cũng có thể là bùng phát. Nhưng hy vọng rằng là cái số mắc nó tăng lên, nhưng nó cái số chuyển nặng nó không cao, cái số nhập viện nó không lớn, không gây quá tải hệ thống y tế, và cái số tử vong nó không cao. Thì đấy là cái mà chúng tôi dự đoán như thế, bởi vì các cái chủng bây giờ hiện nay thì nó cũng nhẹ hơn. Việt Nam của chúng ta cũng đã tiêm vaccine, những người đã nhiễm thì chúng ta cũng có cái miễn dịch cộng đồng rồi. Nhưng tôi vẫn nói lại, chúng ta không nên chủ quan, bởi vì diễn biến của COVID-19 nó bao giờ nó cũng phức tạp và khó lường. Cũng theo Phu, Việt Nam nên thực hiện 4 giải pháp khi mở cửa với Trung Quốc như xét nghiệm để đánh giá nguy cơ lây lan. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh như tiêm vaccine, ưu tiên đối tượng có nguy cơ cao, dễ bị tổn thương như người già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch.